Tin mừng theo Thánh Luca. Bấy giờ, Đức Giê-xu nói với các môn đệ: anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Tỉnh thức và sẵn sàng. Ngày 22 tháng 5, 2016, một chiếc xe khách bị tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 1 khiến 13 người chết. Những cái chết bất ngờ ấy đã để lại nhiều hệ lụy cho cả người đi lẫn kẻ ở. Người chết thì tang thương, còn người sống thì đau xót. Mỗi người đều có hai kiếp sống, một kiếp sống tạm bợ và một kiếp sống vĩnh cửu, một cuộc sống hành hương và một cuộc sống quê thật, một đời sống trần gian và một đời sống thiên đàng hay hỏa ngục. Giờ chết là giờ Chúa đến gọi ta, và ta phải trình bày với người về thái độ trung tín hay bất tín trong việc sử dụng các ân huệ người ban. Dân gian có câu vè: thiên đàng hỏa ngục hai quê, ai khéo thì nhờ, ai vụng thì xa. Vậy ở đời này, có những người khôn ngoan biết xây dựng cuộc sống hiện đại đẹp lòng Thiên Chúa để bảo đảm phần phúc vĩnh cửu trên thiên đàng, nhưng cũng còn biết bao kẻ u mê khờ dại, đến nỗi phải sa vào chốn bất hạnh muôn đời. Lạy Chúa, xin cho con biết luôn tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng, để trong giây phút Chúa đến gọi con sẽ không phải ân hận. Xin Chúa mau đến phù trợ con.